Chào anh chị. Có bao giờ anh chị thường xuyên đặt ra những cái câu hỏi kiểu như thắng hay đặt ra những câu hỏi như là không biết tại sao mình lại nghèo nhỉ? Không biết tại sao mà những người khác thì giàu mà mình lại nghèo? Và cũng có hay đặt những câu hỏi theo kiểu là ủa tại sao gia đình nhà người ta giàu thế mà sao gia đình nhà mình lại nghèo? Có mấy khi anh chị và các bạn suy nghĩ và băn khoăn về những cái điều đó không ạ? Anh chị và các bạn cứ trả lời thực tình xem là có khi nào mình ngồi suy ngẫm và đặt ra những câu hỏi như thế không? Và hãy cho Thắng cái câu trả lời mà anh chị và các bạn nghĩ tới. Trước khi xem tiếp cái phần tiếp theo mà Thắng sẽ ngồi nói chuyện và trao đổi chia sẻ với anh chị em và các bạn. Trong cái chương trình Thắng ơi của hôm nay thì Thắng sẽ dành ra ít phút để nói chuyện thân tình với anh chị em và các bạn dưới góc độ góc nhìn của những người đã có rất nhiều những cái băn khoăn trăn trở khi mà mình chưa kiếm được nhiều tiền cũng như là khi mình còn đang khá là nghèo. Nghèo theo nghĩa tức là thu nhập của mình còn thấp, chưa có tích lũy tài sản, cũng chưa có một cái lượng tài sản nào đó, ví dụ như là một căn nhà để ở, ví dụ như là một lượng ít tiền để dành để có thể lo cho những cái việc bất thường. Một vài cái tài sản cho dòng tiền đều về, và đặc biệt là một cái dòng tiền ổn định từ cái thu nhập hàng ngày của mình. Anh chị cứ trả lời đi ạ. Bởi vì là nhiều người thì rất là băn khoăn, nhưng đại đa số chúng ta thì ít khi đặt ra những cái câu hỏi giống như Thắng vừa đặt. Và rất nhiều thời gian Thắng suy nghĩ và tìm cái câu trả lời cho cái việc tại sao người khác thì giàu có hơn, hay không muốn nói một cách cụ thể, tức là tại sao thu nhập của người ta lại nhiều như thế mà thu nhập của mình lại ít, và tại sao họ có một cái tài sản để dành, có một cái tài sản mà nó đem lại cái dòng tiền về cho người ta đều đặn, và tại sao người ta có một cái dòng tiền thu nhập hàng ngày nhiều hơn mình. Vâng, để không làm mất thời gian của anh chị em và các bạn thì sau khi Thắng tìm hiểu và Thắng biết được rằng là cái nguyên nhân mà chúng ta nghèo, nguyên nhân mà chúng ta ít tiền và không giàu có, nó không bắt nguồn từ những cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là tác động của bên ngoài tới cái việc là mình nghèo vì gia đình mình nghèo bởi vì là mình không biết cách kiếm tiền. Nguyên nhân đó là do chính anh chị em và các bạn chọn. Nói tới đây thì anh chị em và các bạn sẽ thấy nó có gì đó nó hơi lạ. Thì để Thắng, cho phép Thắng được giải thích với anh chị em và các bạn là mình chọn mình nghèo, anh chị em và các bạn. Mình nghèo là do mình chọn. Là bởi vì mình có một cái khái niệm trong cái việc mà trong quá trình mình đi học á. Trước đây mình đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Sau đấy thì anh chị và các bạn thì có người thì có thể được đi học đại học, có người thì phải học cao đẳng, trung cấp, hoặc là ra ngoài đời lăn lộn cuộc sống thì học ở ngoài trường đời. Thì chúng ta đều được dạy về rất nhiều các vấn đề liên quan tới đối nhân xử thế, dạy về cái cách sống như thế nào cho tốt, dạy về cái cách ngủ thế nào cho tốt, dạy về những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày thế nào cho tốt, và dạy rất nhiều thứ, nhưng rất ít những cái nơi, những cái địa điểm mà dạy cho chúng ta, chia sẻ cho chúng ta cái cách là hiểu đúng về cái việc tại sao mình nghèo, và cách kiếm tiền, và cách làm thế nào để có thể là thay đổi cái hiện tại của mình. Thì những cái thứ mà chúng ta được học, được dạy, được chia sẻ từ trước tới nay á, thì nó lại xoay quanh một cái vấn đề là tốt và xấu. Thì người ta được dạy rằng là nghèo tức là tốt, còn giàu tức là xấu. Người giàu là người xấu và người nghèo là người tốt.
Và đến chừng nào mà anh chị em và các bạn vẫn còn chọn cái tốt, chọn cái nghèo thì bản thân mình vẫn sẽ nghèo. Còn đến khi nào mà chúng ta thay đổi được cái tư duy là tốt và xấu trong cái khái niệm giàu nghèo thì chúng ta mới có thể giàu lên được. Có thể nói đến đây thì anh chị vẫn còn đang hơi chưa hiểu lắm, thực sự là chưa hiểu là đúng thôi. Bởi vì thưa với anh chị là các bạn là chúng ta người ta gọi là khi mà chúng ta trong suy nghĩ thì chúng ta cũng đã có những cái suy nghĩ theo cái cách chỉ là hy vọng là cuộc sống sẽ tốt hơn trong thời gian sắp tới, hy vọng là công việc của chúng ta sẽ tốt hơn và hy vọng là mình giàu. Thì tôi không muốn nói điều này để anh chị em và các bạn cảm thấy nó cảm thấy là nó có mình trong đó và cảm thấy không vui, nhưng thực tế thì ở xã hội Việt Nam nói chung và rất nhiều của anh chị em và các bạn thì đang có một cái câu chuyện mà thường hay đang diễn ra rất là nhiều trong cái văn hóa của Việt Nam, đó chính là chúng ta mua vé số và hy vọng rằng là mình sẽ giàu. Chúng ta đánh lô, đánh đề và tham gia cá cược hoặc là chơi cờ bạc để hy vọng rằng là mình giàu. Và hơn nữa thì chúng ta còn hy vọng vào việc mình giàu nhờ vào việc chúng ta mong và cầu xin vào những cái tín ngưỡng của chúng ta. Thì mỗi người một tín ngưỡng khác nhau nhưng mà chúng ta thường là như vậy. Thì gần đây thì ví dụ như trong những ngày đầu năm bây giờ thì không phải phía Bắc mà phía Nam gì cả, mà gần như là chúng ta phần đại đại đại, đại bộ phận dân chúng ta đều có cái khuynh hướng là muốn đi chùa chiền hay là muốn đi một số cái chỗ về tâm linh để cầu mong cái sự hạnh phúc, mong muốn cái sự hạnh phúc và hy vọng sự hạnh phúc. Như vậy là rõ ràng là chúng ta chọn cái cách và sống của chúng ta, chọn cái cách chúng ta giàu nghèo và chúng ta cho rằng là những cái hành động đó của chúng ta nó sẽ đem lại được cái kết quả tốt đẹp và chúng ta hy vọng nó sẽ tốt đẹp. Nhưng trên thực tế thì cái sự giàu có nó không phải như vậy anh chị em và các bạn. Không có một cái cách nào có thể giàu lên nhanh chóng hay là không có một cái cách nào mà chúng ta có thể tích góp được tiền bạc của cải mà không phải đổ. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là mồ hôi, thứ ba nữa là công sức và thời gian. Và khi chúng ta đổ nhiều mà công sức, thời gian, sức khỏe, mồ hôi và thở và những cái sự tập trung cao độ thì đương nhiên nó sẽ lấy đi của chúng ta sức khỏe. Như vậy theo cái khái niệm của cái việc mà tốt xấu thì sức khỏe mất đi khi cố gắng để tìm kiếm cái nguồn thu nhập thì chúng ta cho nó là xấu, do đó chúng ta không làm. Chúng ta đổ rất nhiều thời gian thay vì chúng ta đi cầu mong, đi hy vọng và chúng ta không tập trung vào công việc. Thay vì ở Việt Nam thì anh chị em và các bạn đa phần thì có thể là anh chị không biết thôi, chứ người nước ngoài người ta cho rằng á là người Việt chúng ta lười nhác. Thực ra thì người ta không có đánh giá hay phê bình mà người ta chỉ dùng cái nhận định giữa cái việc họ so sánh giữa cái thời gian người Nhật hay là người nước ngoài họ làm việc so với cái thời gian mà người Việt Nam làm việc thì nó thấy rằng là có cái sự chênh lệch gọi là rất lớn và người ta cho thấy là cái số thời gian mà mình làm việc, người Việt Nam làm việc ít lắm nên là người ta cho rằng là mình lười nhác. Lười nhác ở đây không có cái ý ám chỉ là chê bai, mà ở đây tức là số thời gian mà chúng ta làm việc ít, chúng ta dành thời gian để chơi, để hưởng thụ và để làm những cái việc không đem lại hiệu quả nhiều nên là chúng ta sẽ khó mà có thể kiếm được cái nguồn thu nhập lớn. Thì đó, cái đầu tiên là làm việc nhiều thì cũng là xấu, bởi vì làm nhiều thì sẽ mệt, sẽ mất thời gian, sẽ mất sức khỏe thì là xấu. Vậy thì không có cách nào mà khi mà chúng ta không chấp nhận làm cái điều xấu để chúng ta có điều kiện hơn được. Điều thứ hai nữa là khi mà đã làm kinh doanh, khi đã lao vào để kiếm tiền thì đương nhiên chúng ta sẽ phải học, phải nghiên cứu, phải dành toàn thời gian cho nó.
Thì đương nhiên khi dành toàn thời gian cho nó và đổ rất nhiều những cái tâm huyết vào cái câu chuyện tìm cái giải pháp để kiếm tiền, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận gọi là đánh đổi, hoặc là cái giá của cái câu chuyện có tiền của những người giàu nó sẽ phải trả một cái giá nào đó. Và cái điều này thì thông thường theo cái nguyên lý của chúng ta được học, được biết á, thì chúng ta muốn có tiền nhưng chúng ta lại không muốn trả giá cho cái việc có tiền. Do đó nên cái điều mà phải trả giá thì chúng ta cho là điều xấu, và điều xấu tức là không phải là tốt thì chúng ta không làm. Do đó chúng ta lại tiếp tục là không kiếm được tiền do chúng ta nghèo. Điều thứ ba nữa là trong cái mà chúng ta được được biết, được học thông thường á, thì chúng ta được kích thích là tiêu tiêu dùng nhiều. Cái điều này thì tiêu dùng là tốt. Tiêu dùng, ví dụ như chúng ta mua cho chúng ta một cái áo mới, một cái quần mới, một cái đồng hồ xịn, một cái điện thoại xịn, hay chúng ta mua sắm những cái thứ mà gọi là thay đổi cái cũ của chúng ta để thành cái mới, thì đương nhiên điều đó là nó là tốt, nó là tốt và nó thỏa mãn được cái mong muốn, cái sự gọi là chờ đợi của chuyện mà chúng ta đi kiếm tiền để phục vụ đời sống thì nó là tốt. Nhưng để có thể giàu có thì chúng ta lại phải cân nhắc và hạn chế cái câu chuyện là mua sắm, rồi chúng ta phải xem là cái nào chúng ta cần, cái nào chúng ta muốn, và chúng ta phải làm rõ được rằng là chúng ta chỉ cần đến mức độ nào, còn cái phần tiền còn lại thì chúng ta phải dành dụm để tiết kiệm, thì chúng ta mới tích lũy được cái nguồn tiền. Thì rõ ràng là chúng ta thấy đó, anh chị thấy đúng không? Khi nói đến đây thì anh chị thấy là cái điều tốt là phải mua được, phải sắm được, phải mua cho con cái nhiều quần áo, nhiều đồ chơi, sắm sửa trong nhà thật là nhiều các cái trang thiết bị hiện đại, và thay đổi được càng nhiều cái cũ thành cái mới thì nó càng hoành tráng, đúng không? Như vậy nó là điều tốt. Vậy thì cái điều xấu kia là cái điều mà tiết kiệm thì chúng ta không làm. Vậy chúng ta cũng là chọn giữa cái điều xấu và điều tốt, thì tại chúng ta không chọn cái điều xấu nên là chúng ta cứ chọn cái điều tốt nên là nó là như vậy. Một cái điểm thứ tư nữa đó là chúng ta biết được rằng là chúng ta thấy rằng là những người mà có nhiều tiền thì hay có những cái câu chuyện đó là họ hay tìm cái giải pháp làm sao để làm lợi cho họ, nên chúng ta có một cái ác cảm đối với đồng tiền. Chúng ta ác cảm đó là có nhiều tiền tức là xấu, có tiền tức là xấu, và chúng ta luôn nghĩ theo cái hướng là tiền là cái gì đó xấu xa, đê tiện, nên là chúng ta không chọn tiền mà chúng ta chọn tức là chúng ta không có nhiều tiền, chúng ta chỉ sống một cái cuộc sống đơn giản là đủ thôi, tức là chúng ta như vậy. Thì đương nhiên cái điều xấu là cái điều gì, là tiền là xấu, tiền là xấu, tiền mà nhiều tiền quá là xấu, nên là chúng ta không chọn cái điều xấu đó mà chúng ta chọn cái điều tốt, tức là vừa phải thôi, được nghỉ ngơi nhiều, để tất cả những thứ chúng tôi vừa nói rồi thì chúng ta sẽ không có tiền. Và điểm mấu chốt quan trọng nữa tức là khi chúng ta nghĩ về tiền như vậy thì chúng ta không hiểu và không có ai dạy cho chúng ta biết về, hoặc là chia sẻ. Dùng từ dạy thì nó có vẻ hơi nặng nề, nhưng mà dùng từ chia sẻ đi, thì khi chúng ta không ai chia sẻ cho chúng ta biết được rằng là tiền nó có khả năng, nó có thể sinh ra được tiền. Thì đơn giản nhất là tại sao chúng tôi nói tiền nó có thể sinh ra được tiền, đó là khi anh chị có tiền thì anh chị chỉ cần gửi ngân hàng thôi thì nó cũng đã đẻ ra lãi rồi. Nhưng mà khi anh chị có tiền, anh chị có cơ hội mà anh chị có thể đầu tư, anh chị có thể làm ăn kinh doanh, anh chị có thể góp vốn, và anh chị có thể làm bất cứ cái thứ gì mà mình cảm thấy nó có hữu ích, thì chúng nó sẽ sinh thêm được cho chúng ta thêm tiền. Như vậy là có tiền thì nó mới sinh được tiền. Còn nếu như anh chị không có cái khoản tiền, không có tiền thì cơ hội nó có đến thì anh chị cũng không làm gì được, và đâu có tiền đâu, bởi vì biết cơ hội mà không có tiền thì cũng cũng chào thua. Và để có tiền thì không phải tự nhiên nó đến, không phải cầm súng vào nhà băng để cướp ngân hàng, hay là ra đường cướp giật, hay là ai đem tiền đến cho, tiền nó không tự chui vào ví của mình. Nên để có được tiền chúng ta phải làm những việc như sau. Cái thứ nhất, chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Thay vì là thấy người giàu người ta hay lắm, người ta hay lắm, thấy người ta đi giải trí, người ta đi chùa, người ta đi vãn cảnh chùa, người ta đi chơi, người ta đi du lịch, thì anh chị và các bạn phải biết được rằng là mình đã thực sự là người giàu chưa. Nếu chưa là người giàu thì tốt nhất không nên a dua theo những cái thứ mà những người giàu người ta làm, ví dụ như thấy người ta sắm, thấy người ta đi chơi đấy, 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 những cái thứ tôi vừa nói đấy, thì chúng ta
phải tập trung vào câu chuyện của chúng ta, tức là chúng ta chưa có giàu thì chúng ta lại phải chăm chỉ, trong lúc mà cả xã hội đang 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 tập trung cho cái câu chuyện gọi là làm ăn thì chúng ta cũng phải tập trung cho làm ăn. Và chúng ta làm ăn, chúng tôi nói đúng từ làm để ăn, và chúng ta trong quá trình làm ăn thì chúng ta chặn giữa cái chữ làm và chữ ăn, trích ra một phần để tiết kiệm để chúng ta có cục tiền để khi mà có cơ hội chúng ta còn có cái dùng. Hoặc là cái đó thì ngoài ra nó còn là cái phòng ngừa rủi ro, nhưng cái mà tôi muốn nói để làm giàu là chúng ta có cái khoản tiền để chúng ta chớp cơ hội. Thì cái làm ăn thì chặn giữa cái chữ làm ăn, đừng chỉ làm mà ăn hết đi, mà chúng ta để tiết kiệm bất kỳ một cái khoản nào mà chúng ta có thể, chúng ta giảm bớt chi tiêu, giảm bớt mua sắm, giảm bớt những cái vấn đề này vấn đề kia mà chúng ta thực sự không cần, mà chỉ là chúng ta mong muốn là có những cái này cái kia. Thì ai trong chúng ta cũng mong muốn cả, tôi muốn có máy bay cơ, tôi cũng muốn có ô tô thật là xịn, ví dụ như là dòng BMW hay là Cadillac hay là gì gì đấy cơ. Nhưng mà đó là muốn, còn chúng ta cần thì thực sự chúng ta cần cái gì đó, thực sự là để hiểu được cái chuyện đó thực sự là cũng rất khó. Rồi sau những cái lúc mà chúng ta mưu sinh làm ăn thì khi chúng ta tiết kiệm được thì nó mới ra được cái một cái khoản, thì chúng ta mới tìm kiếm cái cơ hội để làm giàu. Vậy chúng ta phải luôn luôn là có hai cái vế song song, khi chúng ta làm ăn thì chúng ta tiết kiệm và chúng ta tiết kiệm để làm giàu, thì trong cả hai vế đều có từ làm, không thể là chơi ăn và chơi giàu được, mà phải là làm ăn và làm giàu. Cái chuyện này là chuyện chúng ta phải hiểu rõ, mà để làm thì chúng ta phải làm một cách gọi là đúng nguyên tắc. Chúng ta đừng có hope, tức là đừng có hy vọng, mà chúng ta phải là lên kế hoạch và chúng ta hành động, tức là action và mà plan và action là lên kế hoạch hành động. Tôi không giỏi tiếng Anh nên thôi xin phép không nói tiếng Anh theo cái kiểu nửa mùa như vậy nữa anh chị ha. Thì chúng ta phải lên kế hoạch để làm cái gì, làm như thế nào, và chúng ta tiết kiệm ra làm sao, thu nhập của chúng ta tháng này so với tháng trước có nhỉnh hơn được chút nào hay không. Nếu không nhỉnh hơn được, làm sao để chúng ta có thể tiết kiệm nhiều hơn để có khoản tiền dư giả ra, để chúng ta có vốn để làm ăn, để làm giàu, đúng không? Trong cái làm giàu thì để làm được giàu thì không phải là chúng ta chọn cái giải pháp là làm giàu bằng cách là mua một cái thứ gì đó, sau đấy là cứ mua đại một thứ gì đó, sau đấy ngồi chờ và hy vọng là nó giàu. Không phải, đó là không phải là đó không phải là làm, mà đó là hy vọng giàu. Tức là chúng ta chỉ hành động và không làm gì nữa cả, sau đấy hy vọng giàu bằng việc mua vé số này, bằng việc đi đi chơi cá độ này, bằng việc chơi lô đề này, hay là chúng ta có thể dùng những cái giải pháp theo kiểu là làm nhưng mà làm không tới, không tìm hiểu kỹ lưỡng. Làm ở đây có nghĩa là phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, phải phân tích một cách kỹ lưỡng để chúng ta có thể đưa cái tiền đầu tư vào đúng chỗ, đúng nơi, và sau đó thì chúng ta mới liên tục cập nhật những cái sự thay đổi của cái khoản gọi là làm giàu đó. Nó gọi là đầu tư ấy. Chúng tôi dùng từ làm giàu cho nó dễ dễ hiểu, tức là chúng ta làm và sẽ giàu. Làm ở đây, cái từ làm ở chỗ này tức là cái sự tìm hiểu. Còn cái làm mà làm ăn á, tức là cái công việc hàng ngày, thì cả hai cái vế đều có từ làm, thì chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Và tại sao chúng ta lại phải 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 đề cao cái từ làm ở đây? Là bởi vì thưa với anh chị em và các bạn, là chúng ta hết rồi cái thời mà lợi thế cạnh tranh của chúng ta, của anh chị, của các bạn. Ngày xưa chúng ta chỉ cần có bằng đại học, có bằng cao học, có bằng tiến sĩ là kinh lắm rồi. Nhưng trong thời đại công nghệ hiện nay thì ai cũng có thể là tiến sĩ, ai cũng có thể là thạc sĩ. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì ngày xưa để tìm ra một cái thông tin, một cái hiểu biết gì đó, chúng ta phải đi học hỏi, đi gọi là đi 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 đi, đi học mót của thầy, của các thứ, rồi chúng ta phải đi tìm kiếm các cái thông tin trong các cái tủ sách, trong cái nhà sách, rồi khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra chân lý. Nhưng bây giờ thì cái ông mà gọi là thư viện lớn nhất thế giới, nó được gọi là bác học của bác học, đó là anh Google, thì anh ấy có thể cho chúng ta không chỉ một cái đáp án mà có hàng triệu đáp án cho một cái câu trả lời. Và với cái tốc độ của internet càng ngày càng cải thiện, chúng ta có thể ở vùng sâu vùng xa, ở biên cương hải đảo, ở đâu chúng ta cũng có thể là thạc sĩ, ở đâu chúng ta cũng có thể là tiến sĩ, ai cũng có thể tự nghiên cứu khoa học, ai cũng có thể tự học. Và nhờ vào cái điều đó thì chúng ta đang có cái sự san phẳng về mặt trí thức. Mà khi chúng ta san phẳng về mặt trí thức rồi thì cái sức cạnh tranh của nguồn lao động trong xã hội
trong cái xu thế thời đại mới càng ngày nó sẽ có sự thay đổi một cách tương đối. Tức là trước đây chúng ta chỉ cần có một cái chứng chỉ, một cái bằng cấp thì chúng ta ra đường là chúng ta đẳng cấp luôn rồi, chúng ta đã được giao những công việc tốt và những cái vị trí ngồi ngon. Nhưng bây giờ chúng ta phải là hành động làm thế nào thì chúng ta tương đồng với việc chúng ta phải có sự hiểu biết và sự trải nghiệm trong thực tế công việc, và phải có sự cần cù nhất định đầu tư thời gian cho nó thì chúng ta mới có thể gọi là làm tốt công việc, và từ đó chúng ta mới có một cái công việc tốt được, chứ không chỉ đơn giản là cái bằng nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn các bạn, những bạn trẻ, kênh của chúng ta thì khoảng 70% là những người từ 22 tới 30 tuổi, nên là chúng tôi muốn nói điều này để anh chị và các bạn đề cao cái câu chuyện là chăm chỉ làm việc. Chăm chỉ làm việc, trong cả hai từ làm ăn mà làm giàu nó đều có từ làm, nên phải chăm chỉ. Với chú chỉ có chăm chỉ, chỉ có chăm chỉ hơn người khác, chăm chỉ và cần cù hơn người khác. Và cái đức tính kiên nhẫn trong cái câu chuyện chỉ là chăm chỉ thôi chưa đủ, mà phải chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn chăm chỉ cần cù thì chúng ta mới có sự khác biệt trong cái sự cạnh tranh. Chúng ta thấy ở bên nước ngoài á, hôm nay chúng tôi xin phép nói video dài một chút. Ở bên nước ngoài anh chị thấy á, là người ta cạnh tranh rất là khốc liệt, bởi vì cái tri thức á, nó được san phẳng thì ai cũng giỏi cả, ai cũng giỏi thì cạnh tranh rất là cao. Ở Nhật thì có những khu rừng thắt cổ, rồi ở những cái nước trên thế giới họ có những cái chỗ tức là cạnh tranh khốc liệt lắm. Và xu hướng thời đại mới của Việt Nam cũng vậy, anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ san phẳng về mặt tri thức. Ví dụ như nhìn như ví dụ như tôi đây, trình độ cũng không phải có bằng thạc sĩ tiến sĩ gì cả, nhưng mà về cơ bản thì so với những người mà có cái bằng chứng nhận của Bộ Giáo dục chứng nhận thì mình cũng không có thua kém họ là bao nhiêu đâu anh chị em và các bạn. Do đó nên là cái sức cạnh tranh ở đây nó sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Ai mà đi chậm hơn, ai không chịu khó thì sẽ bị loại ra khỏi cái vòng xoay, cái bánh xoay của lịch sử, và chúng ta sẽ thất nghiệp thôi. Và khi thất nghiệp rồi thì không chưa nói đến chuyện làm giàu, mà chuyện làm ăn thì chúng ta cũng đã không làm được rồi. Đó là những cái thứ mà chúng tôi đau đáu rất là nhiều trong cái câu chuyện mà muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái việc là tại sao chúng ta nghèo. Thì chúng tôi có thể kết luận lại được là chúng ta nghèo là bởi vì chúng ta chọn. Chúng ta nghèo là chúng ta không chọn chúng ta giàu. Giàu có là do anh chị em và các bạn chọn. Mình đã chọn mình giàu có thì chúng ta phải không phải là hy vọng, mà chúng ta phải là hành động, lên kế hoạch và hành động. Và để lên được kế hoạch và hành động thì chúng ta phải hành động, lên kế hoạch, hành động, sau đó lại tiếp tục lên kế hoạch và hành động, tiếp tục làm cái chuyện đó kiên nhẫn hơn. Sự khác biệt giữa tôi và anh chị và các bạn, giữa người và người, giữa bạn với bạn và những người đồng nghiệp, giữa bạn và những người trong xã hội, cái điểm duy nhất khác biệt mà không thể có thể dễ dàng học được đó chính là cái sự cần cù, chăm chỉ và sự kiên nhẫn tới cùng. Chọn đúng, chọn đủ, chọn phù hợp, nhưng không chăm chăm chỉ, không cần cù, không kiên nhẫn, không chịu khó, không chăm chỉ cần cù ở đây không chỉ là làm việc, mà chăm chỉ cần cù đó là sự tìm hiểu, học hỏi từng ngày chúng ta làm việc liên tục, chúng ta có khoa học trong câu chuyện làm việc. Có như vậy chúng ta mới giàu có được. Và khi chúng ta bắt đầu có những nguồn vốn, có khoản vốn đầu tiên để bắt đầu với câu chuyện làm giàu, chúng ta cũng phải chăm chỉ, cần cù, nghiên cứu, học hỏi. Không có cái nào tự nhiên mà đến cả. Chúng ta tiếp cận với các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, đầu tư, kinh doanh, một cái gì đó. Chúng ta không chăm chỉ, nghiên cứu để làm giàu thì chúng ta sẽ thất bại thôi. Đó chính là cái thứ mà chúng tôi muốn nhắn gửi với anh chị em và các bạn. Mong là những cái chia sẻ thực sự là thực tâm của tôi đã rất đau đáu trong các cái giai đoạn trước đây về cái câu chuyện tại sao mình nghèo. Và câu trả lời của tôi hy vọng là đáp ứng được những cái mong mỏi của anh chị em và các bạn. Còn thiếu sót những điểm gì, còn cần bổ sung những điểm gì, hy vọng là anh chị sẽ bổ sung ở dưới video này. Giúp ích cho nhiều người hơn, có thể cùng nhau sẽ chia những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức hữu ích cho mọi người. Mong anh chị em và các bạn bớt chút thời gian sẽ chia sẻ ở phía dưới. Và anh chị và các bạn nếu muốn nhận trước hoặc là nhận những cái món quà video mà nó có tính cập nhật hơn thì vui lòng để lại địa chỉ email, thì chúng tôi sẽ thường xuyên có những cái video mà chúng ta muốn là anh chị và các bạn biết sớm, nhận sớm trong các cái cơ hội để làm giàu, hoặc là trong những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà chúng tôi nghĩ rằng là anh chị và các bạn cần tới,
thì chúng tôi sẽ gửi vào mail cho anh chị và các bạn. Thì vậy anh chị và các bạn muốn vậy thì hãy để lại cái địa chỉ mail ở dưới, không mất gì cả, anh chị cứ để mail đi không sao đâu ạ. Bởi vì địa chỉ mail thì phần lớn chúng ta đều có thể nhận để cập nhật thêm cái thông tin hữu ích, nên là chúng ta cũng đừng quá băn khoăn trong cái câu chuyện để lại mail thì sợ làm phiền. Không sao đâu anh chị em các bạn, nó không nổ chuông giống như là tin nhắn điện thoại đâu anh chị em và các bạn. Thì cảm ơn anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành với Thắng ơi. Nhớ là hãy ấn vào cái subscribe kênh cũng như là ấn vào cái chuông để ủng hộ Thắng ơi, và Thắng ơi sẽ ra nhiều cái video hay và hữu ích, những cái chia sẻ tuyệt vời nữa hơn đối với anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.